Thưa quý vị, tồn tại hơn 2 thế kỷ, đền thờ Khánh Hậu tại thành phố Tân An là nơi lưu giữ lại nhiều di tích quý giá và lối kiến trúc độc đáo. Đền cũng vinh dự được Ủy ban nhân dân tỉnh Long An công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh vào năm 2010. Trong dịp sống mùa màu ngày hôm nay, xin được mời quý vị cùng tìm hiểu về nét kiến trúc và giá trị tâm linh của ngôi đền này. Đền thờ Khánh Hậu hiện tọa lạc tại phường Khánh Hậu, thành phố Tân An. Đền được thành lập vào cuối thế kỷ thứ 18, đầu thế kỷ thứ 19 và ra đời trong quá trình mở cõi, đánh dấu thời điểm khai phá vùng đất mới Khánh Hậu. Nơi đây còn lưu giữ 6 sắc phong thần của Dư Thiệu Trị và Từ Đức, phong tặng vào các năm 1845-1850. Đền thờ Khánh Hậu có kiến trúc gồm hai phần chính, ngôi chính và nhà tiền giảng. Ngôi chính được xây dựng theo hình chữ tam, với vật liệu cột chính bằng gỗ. Trên có đắp đề tài Lưỡng Long Chầu Nguyệt, bên trong là võ ca có ba gian, bàn thờ thần là vị trí trang nghiêm được đặt ngay giữa chính điện, cửa chính ra vào và cửa phụ đều làm bằng gỗ. Ngôi phụ, nhà tiền giảng được xây dựng bên trái theo kiểu kiến trúc nhà Rội để thờ tự những người đi trước đã có công khai cơ mở cõi. Ngoài ra, nhà tiền giảng còn có bàn thờ tiên sư. Về cái đình Khánh Hậu của mình ở đây á, thì nó có từ xa xưa rồi, thì chắc khoảng trên 200 năm, từ cái cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19. Thì thời đó, cái thời cha ông mình từ Ngũ Quảng vào Nam, lập ấp dựng làng để tạo một cái nơi ở mới định cư trên vùng đất Nam Bộ. Trong tâm thức thì trong những ngày lễ chạp, kỳ yên, chạp miễu và những ngày lễ khác của đình, thì những người con quê làng Khánh Hậu đã về đây chiêm bái linh thần, vừa chiêm bái linh thần tạ ơn thần linh đã phù hộ cho một cái cuộc sống ở đây được bình an, vừa lại nhớ lên được tới cội nguồn của cha ông mình, ông bà mình, hoài bão của hương chức cũng như những người mà giữ gìn nếp nhà của ông cha, thì vẫn muốn ngôi đình Khánh Hậu nề nếp của tổ tiên sẽ giữ mãi trường tồn, lưu mãi về sau, và con cháu hãy cố gắng giữ gìn, xem đó là một cái nơi mà tổ tiên mình, cha ông mình đã từng gắn bó để tạo dựng nên ấp làng. Đền thờ Khánh Hậu không chỉ là địa điểm lịch sử qua nhiều cuộc chiến tranh của dân tộc, mà còn là nơi để thể hiện tín ngưỡng thờ thần của nhân dân, góp phần làm giàu đẹp thêm giá trị văn hóa, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn bao đời nay của người Việt.